Con nói thiệt với chú nha, cái bà đó bà không có gì hay hết á. Bà là bà chỉ được cái may mắn thôi à. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Già, xấu, rồi mình lấy được ông chồng hả? Trẻ, đẹp. Dạ. Ở trong cái bộ môn mà chạy bộ đó, ghét nhất cái động tác nãy đó. Trời ơi, cái gì vậy? Còn động tác này, động tác gì đây? Động tác đẩy ngực. Trời ơi, dạ. Chi vậy bà? Sáng sớm mà trái cây đâu ngập mặt vậy? Trời ơi, nghe lại. Con đang tập nữa, nhưng cái chú kêu con xích lại gần chi, con mới ập vô mặt chú. Ta chưa bao giờ kêu mày xích lại gần, ta chỉ hỏi thôi hà. Thì chú kêu nói nghe là con phải xích lại vậy rồi. Trời ơi, đây bây giờ tới động tác gì biết không? Tác gì vậy chú? Tập dép. Cái này nè, là tập dép đó, hiểu không? Con hiểu rồi. Trời ơi, đứng tại chỗ nói tôi nghe coi, nãy giờ đi qua đi lại nói câu chuyện gì mà tôi không hiểu gì trơn trọi vậy trời. Thì bữa giờ cái chuyện chú cháu mình bàn với nhau đó. Sao? Thì cái bà vòng á. Trời ơi, lấy được con Hải Tân. Đúng rồi. Dễ sợ quá mà. Bà đó bà lớn tuổi hơn Hải Tân đó. Đúng rồi. Trời ơi, mình nói già xấu. Mà trời ơi, tự nhiên hốt được nguyên một ông chồng ngon quá trời ngon. Quá. Ta nói cái số bả giống như là mình mà đi ra đường á, cái mình đạp trúng cái cục vàng á. Nói nghe nè, tại vì nhờ có của nã thôi mới hốt được trai cỡ đó thôi, chứ trời cái bà đó làm gì được. Nếu mà bà cưng chả lắm nha mày. Cưng cưng dữ dội lắm. Ê, còn chả đó là thuộc loại là cao to đen thơm đó. Trời ơi, dễ sợ. Con nhìn con còn mê đó chị bà già đó. Mê, dễ sợ mê, ta còn mê mà. Rồi sao, rồi chuyện của người ta xía vô làm chi vậy? Chuyện nhà người ta sao mấy người ăn ở không quá vậy hả? Ăn ở không quá vậy, đi nói chuyện thiên hạ vậy hả? Tại sao á, Phương Thanh đó, người ta có cái mục ruồi ở đây, người ta ca hay biết là bao nhiêu. Mà tại sao ông cũng có cái mục ruồi ở đây mà ông nói câu nào thúi câu đó là sao vậy? Gì vậy trời, tự nhiên trong quán cà phê Lan đâu xông ra vậy? Xông ra tôi nói chuyện mấy người đó. Nói gì, chuyện gì đâu. Tôi nãy dòng thì kệ tôi lấy trai Tân thì kệ tôi, mắc mớ tới mấy người. Ủa trời đất ơi, ai nói tới mấy người? Nói chi mà cả xóm biết vậy. Trời ơi, cái vậy? Chuyện này cả xóm ai cũng biết hết á. Ai cũng đồng ý vậy hết mà. Cả xóm biết là do miệng của ông này, từ cái miệng của ông nó tuôn ra vậy đó. Trời như ơi, là lavabo bằng bồn cầu vậy đó. Trời đất ơi, bây giờ hả, già trẻ bé lớn nguyên cái khu phố mình ai cũng biết hết trơn á trời. Đúng ơi, miệng người nào cũng tuôn ra phải không con? Dạ mà chuyện này chuyện vui. Đem ra để đàm tiếu chơi vui vậy thôi, đâu gì căng thẳng đâu con. Bà ơi, chuyện vui đem ra đàm tiếu thiệt xúc phạm nhân phẩm hạnh của người ta như vậy mà. Cái gì mà đập, tôi nói thiệt nha, ngày bữa nay tôi hết chịu nổi mấy người rồi. Giờ tới là tới luôn à, bữa nay thiệt á. Đánh tới đâu tôi đánh tới đó. Thôi đi, mày đứng im đó đi con, mày làm gì? Bình tĩnh, mình không cần ra tay, mình đè ổng cũng chết rồi. Thôi từ từ. Đây nè, bây giờ á, vợ chồng tôi phải xử hai người ha. Nhiều chuyện thế sợ luôn. Trời đất ơi, ai vừa nói cái câu gì gái nạ dòng lấy chai tơn hả? Hả dòng chai tơn không quá, ăn hết của của mấy người hả? Ăn hết của con nợ hai người hả? Ủa chú, sao cái chữ vòng vòng với cái chữ dòng với chữ tơn này nó quen quen á? Cái này phải xử. Cô chú ơi, hình như có một cái sự hiểu lầm nhẹ ở đây rồi. Nhẹ cái gì? Nặng luôn á chứ này nhẹ. Ôi trời. Nó con này nè, tất cả mọi chuyện là do cái con này nó nói chứ không phải tôi nói không. Ra mà con này nó khơi mào lên đây nè. Cái mào gì? Chuyện bây giờ ông hay con này khơi mào? Ủa thế? Con đang bàn về cái phim nó Đài Loan mình coi buổi tối nè. Cái bà ai vòng lấy ông Hải Tân. Bà ai vòng lấy ông Hải Tân, hai đứa tôi đang nói cái chuyện phim mà bà cả cái xóm mình đang cũng theo dõi. Bà kêu tôi coi phim đó đó. Bà nói trời đất ơi, ông dễ coi cái phim Đài Loan nó đang chiếu mới có tập 1 mà. Đó, cái thằng vẽ chánh là Hải Tân, còn cái bà đó là A Dòng hay gì đó. Bà A Dòng. Trời đất ơi, người ta nói chuyện phim, tự nhiên hai vợ chồng đâu ra tự khai mình là nạ dòng với trai Tân là sao trả từ từ. Đâu ra chính xác không? Từ từ. Sao mình? Nhục mặt ơi. Rõ ràng nghe nói cái nạ dòng với trai Tân. A Dòng với Hải Tân má ơi. Dòng với Hải Tân rồi. Thôi về thôi. Thôi đi ông, về lại. Vô tường cho tôi. Ủa, đâu có đơn giản mà sáng sớm là chửi trong mặt người ta, hai vợ chồng xong từ quán cà phê Lan xong ra ha, chửi người ta rồi xong giờ cái rút vô là sao? Chị hồ đồ vừa thôi nha. Tao nghĩ là tức tại con quỷ này nó trong nhà nè, ở trong ruột trong gan nhà ta, nó mướn nhà tôi chứ đâu. Mà tiền nhà có bao giờ mà lấy mà tháng nào lấy tháng đó đâu, gộp lại 3-4 tháng lấy lần. Giận chứ. Cái chuyện gì trong nhà tôi nó cũng biết, nó đem ra nó đâu có nói. Thì đó, thì bây giờ đâu có nói, nó kể tôi nghe đó. Vậy là con bị quen rồi, bị quen. Thì đó, thì biết rồi, thì bây giờ nói chút xíu vô uống cà phê đi. Uống được rồi coi như
vậy đi. Vậy đi. Không có gì. Ủa vậy đi làm sao tôi vô tôi uống, vậy đi làm sao, bữa nay là tôi không tính tiền nha, cho đó nha. Tự nhiên rồi. Uống. Vậy, vậy đi. Con cho chú uống cà phê không tính tiền, còn con ở nhà con. Mày cứ ở nhà rồi tới cuối tháng mày đưa tiền đi. Ừ vậy đi. Gì kỳ vậy? Gì vậy là kỳ. Ủa sao chú uống cà phê không phải tính tiền? Ờ. Con ở trong nhà vẫn phải tính tiền cuối tháng là sao? Tại vì tao già hơn mày. Vậy thôi. Ừ. Ê, cho ly cà phê đi. Chợ. Đừng có buồn nữa mà. Ngồi dậy đi, ngồi dậy. Ôi trời. Anh nói cho em biết, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hay là giờ em tính về mình thấy được không? Tính sao? Tụi mình ly dị đi. Gì? Ly dị nhau đi. Rồi sau đó đó mình làm đám cưới lại thì coi như vậy á, là coi như mình một đời. Ừ. Đúng không? À. Rồi mình lấy thêm đời nữa thì coi như hai đứa mình què. Nếu mà em nói như vậy thì anh là một đời vợ. Ừ. Em hai đời chồng. Đâu có tới ba đời lận. Nếu mà anh lấy thêm đời anh hai đời vợ. Tức là anh hai. Ôi trời ơi, em tới ba đời chồng. Em hơn anh một. Ôi, không được đường nào, anh cũng thua em rồi. Không, mệt mỏi quá. Thôi không được đâu. Trời ơi. Nhưng mà anh có cảm thấy anh vui khi mà anh lấy em không? Trời, anh nói cho em biết, anh cảm thấy rất là tự hào và anh rất là cảm thấy rất là may mắn đó. May mắn vô cùng khi lấy được em. À, đúng rồi. Anh rất may mắn khi lấy được em. Anh rất tự hào khi lấy được em. Chính xác là như vậy. Bây giờ quyết định vậy nè anh. Sao? Bây giờ em bắt đầu kể từ ngày mai tụi mình phải có một cái kế hoạch như vậy nè. Anh sẽ đi nói tất cả cho mọi người từ phường của mình ha, xong rồi tới quận ha, rồi tới tất cả những người quen của anh. Coi như là anh nói với mọi người rằng á, là tất cả những cái gì tốt của em anh khoe hết ra cho em. Khoe. Thì như vậy á, thì em mới có giá, anh hiểu không? Thì như vậy á, thì mọi người sẽ hiểu rằng á, trời ơi, anh vô cùng là may mắn khi mà lấy được em. Anh hiểu em không? Anh hiểu. Chứ còn tại vì cục diện bây giờ nó là như vậy nè, mọi người ai cũng nghĩ là em quá may mắn khi lấy được anh. Em là thuộc lại là giống như là, trời ơi, giống như là người ta gọi là gái nạ dòng á Phong. Thì đó. Anh xin lỗi. Nói chung là anh phải là vô cùng may mắn khi lấy được em. Rồi. Ngược lại đó. Ừ. Thì em sẽ làm một cái điều là em đi nói xấu anh. Em nói tất cả từ. Nói xấu anh là nói xấu làm sao? Thì giờ em phải moi ra tất cả những cái tật nào xấu xí, xấu xa của anh, em nói cho tất cả mọi người biết, để mọi người thấy được rằng anh là vô cùng may mắn khi anh lấy được em. Nhưng mà nó túm lại là anh suy nghĩ rồi, từ ngày anh lấy em là anh người chồng tốt mà anh đâu có tính gì xấu đâu. Thì phải moi ra, giờ phải tìm nè. Moi sao? Để đó, bây giờ em suy nghĩ những cái tật xấu của anh rồi em tính coi sao. Anh là ôi sao mà tìm cái xấu của anh sao nó khó khăn ghê luôn vậy đó. Có ra được không? Xấu. À, anh xấu ở chỗ nào ta? Anh có một tật xấu. Anh đâu bây giờ anh xấu nhất cái gì, nói em nghe coi. Có một cái tật mà anh cảm thấy anh xấu nhất trên thế gian này khi từ khi anh bước vào nhà em. Đâu, nói em nghe coi. Là yêu em đó. Nó xấu xí, nó xấu xa. Trời ghét. Vậy đi nó. Trời ơi, chồng xấu xí xấu xa. Trời ơi, chỉ có biết yêu tôi thôi. Trời ơi, kìa. Mời cô ấy. À, anh Kiệt, chị Lan, có khách nè. Anh hai, ngồi đây. Ngồi đây cô. Ngồi xuống đi. Sáng giờ vợ chồng tôi mong anh trời giống như là nắng hạn trời mưa vậy đó. Ủa, mong làm gì vậy? Tại vì có nhiều chuyện để mình tám. Vậy á? Ừ. Trời ơi, cha này cha đổi tánh nhiều chuyện rồi nè vậy trời. Cà phê sữa hả? À, rồi, cảm ơn. Cà phê sữa luôn hả? Rồi, đây nè. À, đây nè. Đó, cái cặp vợ chồng này nè. Đây là chị Lan. Đây là ông kia là ông Kiệt. Bà này là bà lớn hơn ông kia tới 5 tuổi. Cô này á cũng muốn tìm hiểu về gia đình của anh chị. Đó, bây giờ giới thiệu hai bên rồi nha. Để khoan, xin lỗi. Hả? Alo. Ừ đúng rồi. Trời sao tôi ghét ai nói tôi nhiều chuyện ghê nha. Tôi biết nhiều việc. Sao? À, vậy hả? À, rồi, đợi tôi chút xíu tôi qua liền. Đâu anh, tôi chạy qua bên này chút xíu, tôi trở lại. Để nó đi, tôi trở lại liền mà. Trời ơi, bởi cái ông này thiệt á.
Dạ, con xin chào hai cô chú ạ. Cô muốn biết vậy gì vậy? Dạ, hôm nay con đến đây là để hỏi về chuyện vợ chồng, con cái, tình cảm gia đình của mình á. Đặc biệt là chuyện của cô chú á, thì con được nghe nói là cô lớn hơn chú 5 tuổi. Cho nên là cái chuyện này là con muốn tự mình trực tiếp đến đây để mà tìm hiểu. Có duyên á mình hả? Có duyên quá. Là không muốn nghe lại từ ai hết trơn á hả? Dạ, đúng rồi. Nói chung là ông chồng tôi không có gì được trơn trọi, không có gì ra cái gì hết trơn. Nói chung là như tất cả những người chồng tầm thường khác trên cuộc đời này, ham ăn nè, ham ngủ nè, ham gái, ham gú, cờ bạc, rượu chè, cá độ, nó chung được nghĩ gì chứ. Ủa mà sao con nghe chú hai nói khác? Không khác gì mà khác. Trời đất ơi, nghe là thằng cha hai nhiều chuyện đó hả? Thôi, chả là không có nói cái gì mà đúng, nghĩ sao mà tôi còn tân hả? Tân cái gì mà tân? Trời ơi, tôi hả, tôi quậy tánh banh từ hồi nhỏ rồi hả? Gái là tôi nắm qua hết, nắm tay, nắm chân, nắm sạch hết trơn rồi. Nắm hồi nào vậy? Thì gái hồi mà cái lúc mà học đi học mẫu giáo đó. Thấy ghê không? Mẫu giáo mà nắm tay nắm chân. Đó, tôi biết ghê từ lúc mẫu giáo rồi. Thấy chưa? Thì làm sao mà cái người đàn ông mà đa hoàng tử tế tân cái gì mà tân? Đấy, tôi trở lại rồi. Sao? Làm quen chưa? Tìm hiểu nha, xong chưa? Rồi, quá tìm hiểu luôn. Sao rồi cô? Tôi là tôi không biết chú giới thiệu kiểu gì nữa. Cái gia đình này không có xứng đáng được trao bằng. Trời đất ơi, cái gì vậy cô? Gia đình này là đạt chuẩn luôn á, mà không vượt chuẩn luôn á chứ. Trời ơi, sao không được? Chuẩn cái gì chú? Chú có thấy gia đình nào mà vợ chồng thi nhau, nói xấu nhau không? Ủa trời đất ơi, ủa nói xấu nhau? Ủa làm sao tôi không biết à? Ủa chứ giờ cái cô này cô tới đây cô làm giống gì vậy? Trời ơi, cái cô này ở trên phường. Cô xuống đây cô tìm hiểu gia đình của anh chị. Tại vì tôi nói á, nguyên cái khu phố mình, gia đình anh chị á là gương mẫu nhất nè, chuẩn mực nhất nè, đàng hoàng nhất nè, sống là biết điều nhất nè. Cho nên cô xuống đây cô tìm hiểu để ở trên phường á trao cái bằng gia đình văn hóa. Cha xét như hoàng thư yên mà vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó, cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài, và rồi mai sau mãi mãi là của nhau, nguyện cùng bên nhau nhà vợ yêu. Trời của đảng người ta vui vậy, nếu mà dư tiền mà muốn hốt mà ăn mặc sang trọng mà muốn đi hôi của hay sao hả? Trời ơi.